Phẩm thứ bảy, lợi ích cả kẻ còn người mất. Khi bấy giờ, Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem chúng sinh cõi Diêm Phù Đề, cất nhắc tay chân, động tâm suy nghĩ đều sinh tội cả. Nếu gặp điều lợi, phần nhiều thoái mất tâm tốt ban đầu, hoặc gặp ác duyên thì càng thêm ác. Những hạng người đó như đội đá nặng đi trên bùn lầy, đá nặng càng nặng, chân đúng xuống sâu, ngập chìm khốn đốn. Nếu những kẻ đó gặp thiện tri thức đội bớt đá cho hoặc đội cả cho, mà người tri thức lại có sức khỏe, dìu đỡ kẻ đó bước được vững vàng tới chỗ bằng phẳng, thời phải nên nghĩ đến đường xấu kia mà đừng trở lại đường hiểm ấy nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sinh ấy quen theo thói ác, từ việc nhỏ ít cho đến số nhiều không lường đếm được. Những chúng sinh ấy đã nhiễm thói ác thì khi lâm chung, họ hàng nam nữ nên vì người ấy tu tạo phúc lành để giúp đỡ thêm tiền đồ cho họ, như treo các thứ tràn phan bảo cái, đốt đèn thắp hương, tụng đọc kinh này, cúng dường tượng Phật và niệm Phật hiệu, niệm danh Bồ Tát, danh Bích Chi Phật, làm cho mỗi câu mỗi một danh hiệu lọt vào lỗ tai người sắp mệnh chung, khi ấy thần thức còn nghe biết được. Cứ theo nghiệp ác của các chúng sinh đã gây tạo ra, xét về quả báo, đáng lẽ người đó phải đọa đường ác. Song nhờ họ hàng đã vì người đó làm nhân thánh đạo, cho nên hết thảy các tội báo kia đều được tiêu diệt. Nếu vì kẻ kia sau khi đã chết trong 49 ngày làm nhiều việc thiện, thì có thể khiến cho phong nhân ấy thoát hẳn đường ác, sinh lên cảnh trời hoặc trong cõi người, hưởng thụ những sự cực kỳ vui thú mà cả họ hàng hiện tại cũng được lợi ích vô cùng. Vì thế con nay đối chức Đức Phật cùng với trời, rồng và tám bộ chúng, nhân và phi nhân, khuyên các chúng sinh cõi Diêm Phù Đề, khi có người mất phải nên cẩn thận, chớ có sát sinh, chớ gây nghiệp ác, cũng đừng bày biện tế lễ quỷ thần, kêu cầu ma quái. Lý do vì sao? Vì việc giết hại cho đến tế lễ không được phúc báo, chẳng lợi ích gì cho người chết cả, mà chỉ có kết duyên tội nặng thêm cho người chết đó. Giả thử đời này hay là đời sau, vong nhân ấy được dự phẩm quả thánh, đáng được sinh vào cõi nhân cõi thiên, mà chỉ tại vì trong lúc lâm chung bị người họ hàng gây những nhân ác, cũng có thể khiến cho vong nhân ấy bị mắc vạ lây, phải đi đối chứng, chậm sinh cảnh lành. Huống kẻ chết kia khi sống ở đời chưa từng làm được một chút thiện căn, cho nên bản nghiệp cứ thế dắt đi đọa vào đường ác. Vậy họ hàng lại nỡ nào làm cho tội nghiệp người ấy phải gánh nặng thêm? Ví như có người từ nơi xa đến đói ăn 3 ngày mà đồ mang vác nặng hơn 100 cân, bỗng gặp người quen lại nhờ mang hộ bít đồ vật nữa, vì thế lại nặng càng khốn khổ thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xem chúng sinh cõi Diêm Phù Đề trong pháp Phật dạy, nếu có thể làm một việc thiện lành, dù bằng sợi tóc, giọt nước, hạt cát hay bằng mày bụi, như thế hết thảy đều được lợi ích. Khi Ngài Địa Tạng bạch lời đó xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng được quả vô sinh, chỉ vì ông muốn hóa độ thập phương nên mới hiện ra làm thân trưởng giả, chắp tay cung kính hỏi Ngài Địa Tạng: Xin thưa đại sĩ, trong cõi Diêm Phù có chúng sinh nào sau khi mất rồi mà trong họ hàng có người lớn nhỏ vì người mất đó làm việc công đức cho đến làm chay làm các nhân lành, thời người mất đó có được lợi ích và giải thoát không? Ngài Địa Tạng đáp: Nay tôi nhờ có uy thần của Phật, xin vì chúng sanh đời này đời sau mà nói việc đó. Này ông trưởng giả, tất cả chúng sanh hiện tại vị lai lúc sắp mệnh chung mà được nghe một danh hiệu Đức Phật, danh hiệu Bồ Tát hay một danh hiệu của Bích Chi Phật, thời không kể gì có tội hay không đều được giải thoát. Nếu có người nam hay người nữ nào trong lúc còn sống không tạo phúc lành, lại gây nhiều tội, sau khi mất rồi, họ hàng cốt nhục biết về người đó làm việc phúc lợi và các việc Phật, thì trong 7 phần số lượng công đức, người chết chỉ được hưởng có 1 phần, còn lại 6 phần người làm được hưởng. Vì thế cho nên thiện nam thiện nữ đời này đời sau nghe lời nói đó nên gắng công tu thì sẽ được hưởng trọn phần công đức. Quỷ dữ vô thường đột nhiên nói đến, thần hồn mờ mịt chưa rõ tội phúc, trong 49 ngày như ngây như điếc, hoặc phải đến tòa biện luận nghiệp quả, khi thẩm định xong thời phải theo nghiệp mà đi thụ sinh. Trong khi chưa biết sự thể ra sao cũng đã phải chịu muôn nghìn sầu khổ, huống là bị đọa vào các đường ác. Vong nhân mất đó khi chưa thụ sinh, trong 49 ngày lòng hàng mong mỏi họ hàng cốt nhục làm các việc phúc được cứu giúp cho. Qua 49 rồi, thời cứ theo nghiệp mà đi thụ báo. Nếu kẻ mất đó thuộc hạng tội thường, cũng còn bị đọa hàng trăm nghìn năm không ngày giải thoát. Nếu như kẻ phạm năm tội vô gián, đọa đại địa ngục, thì muôn nghìn kiếp chịu mãi khổ đau. Lại nữa trưởng giả, chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế sau khi chết rồi, họ hàng cốt nhục trong lúc làm chay cầu thêm phúc lành cho người chết ấy, thì lúc chưa làm hay lúc đang làm, nước gạo và rau các thứ không được đổ vãi xuống đất, cho đến nước phẩm chưa hiến cúng Phật và Thánh Hiền Tăng thì không được ăn trước khi dâng cúng. Nếu ăn trái phép và làm không sạch thì người chết kia chẳng được lợi lạc. Nếu cúng Phật Tăng những thứ tinh sạch thì trong 7 phần số công đức đó, người chết cũng có hưởng được 1 phần. Này ông trưởng giả, vì thế cho nên chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, nếu vì cha mẹ hay kẻ họ hàng sau khi mất rồi mà muốn làm chay,
giúp lòng cúng dường được như vậy thì kẻ còn người mất đều được lợi ích. Khi ngài Địa Tạng nói lời này xong, cung trời đau lợi có hàng nghìn vạn ức na do tha quỷ thần trong cõi Nam Diêm Phù Đề hết thảy phát tâm bồ đề vô lượng. Còn ông trưởng giả đại biện hoan hỉ vâng lời dạy bảo, làm lễ mà lui. Ha ha ha, Bụt Sắc Mâu Ni Sô ha.